Cây nước nóng lạnh 3 vòi, bình âm, Kumisai KMS-9, đại hạ giá giảm 20%, giá sau giảm chỉ hơn 1 triệu đồng. Điện máy đang ra bảo hành 12 tháng, một đổi 100 vòng 7 ngày đầu, giao hàng toàn quốc. Vòi nước nóng 90 độ, tốc độ làm nóng 5 lít trên 1 giờ. Vòi nước lạnh 8 độ, tốc độ làm lạnh 0,8 lít trên 1 giờ, cùng vòi nước ấm tiện dụng. Thiết kế bình âm dễ thay thế. Được chế tạo từ nhựa PP và ABS, bền bỉ, an toàn, cách điện tốt. Công tắc nước nóng và nước lạnh riêng biệt, sử dụng linh động. Thiết kế cửa đóng mở, an toàn cho trẻ nhỏ, đảm bảo vệ sinh, tăng vẻ sang trọng. Cây nước nóng lạnh 3 vòi Kumisai KMS-9, tiện lợi, an toàn, tiết kiệm. Nhắn tin hoặc để lại bình luận cho điện máy đang ra để nhận ưu đãi ngay, số lượng có hạn.